Khổng pê bông pinh tu sân kịch nơi tì krong Hà Nội này pro tế Việt Nam, đại chia tu sân kịch kroi lang căn âm ná chương bầy khái, lũ ni dô ra mân trây hôn ma nát bàn ông piu và nêu ai miền cạp sọc sai pro vật tế xác. Ông pi ca chuối rỡ bò Việt Nam khổng ca rộng đo pro tế Campuchia, pi rỡ bò pro lai pụi xa Pol Pot, nâng sông công miên ca dô trở lóng có đôi chia bông cổ ca rỡ án rỡ viên pro tế tàng pi. Lũ hôn ma nát thái bạp ní nơi khổng pi thi chụp liêng nơi đầm nào tu sân kịch chia phơi cá. Riệp trong đại lục Phang Minh Chính, nị dụ rọ mân trây nảy xá thiết nạ rọ sân cùng nị dùng Việt Nam, nị ngày tí đọng mối khai thân ú chạm bí bó mập hợi bấy, nơi tí krong Hà Nội bờ tế Việt Nam. Lục hôn mà nại lượng làng thá, Campuchia nâng Việt Nam miên tùm nẹ tùm nóng nâng cách giả hạ bờ tế bát ca dàng chật snợt. Lục hôn mà nại có ba nông lực ẩm bí cá chuối rọ bó Campuchia krong ca bồng rộn Việt Nam kháng chướng, nâng kháng thơ bông nị tu sơ wati học sấp, nâng cá chuối rọ bó Việt Nam krong ca rộng đỏ Campuchia tranh pi rọ bó pralai phu sa Pol Pot nị trong tu sơ wati chật sấp. នឹងការបន្តជួយជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡើងវិញ លោកថ្លែងបន្តថាទី Lục hôn Manat có bận trệ bận time thá, tùm đệ tùm nón nâng kịch xã pro tế bát ca Campuchia Việt Nam, cứ miên lẽ cana lọ pro xã trường buổi thana đặc nón tăng pi sầm mai sực cung rên đi dũng, rồi hốt mộc pay bắt chợ bòn đi. Đi chia sẻ chia pia của bọn xã, lại cứ miên cùng làm tất cả gia na ai mơ prai cả lạp bán, lại hãy dư trao ấp rốn nằm sắp sai ở vị trí trường dư tầm pi, chịu sai dụ chôn trường đoàn kéo, bàn vô đơn chôn chia phòng pi sẻ chia của bọn xã đi. Cả đôi chia xa rất sầm khánh, để côn đồng lai này được nghe thầm non để chết chết của viên Campuchia Việt Nam. Công tộc rập Việt Nam bàn chập đàm châu Campuchia nơi âm long trong khai thân ú năm 1977 đại bàn vì bầm bay crom khmai cờ hóm nơi rồng đỏ Campuchia pi rập bộ đập rệp say mùi nì. Cả chuôi rồng đỏ Campuchia trên pi rập bộ pralai pu sa khmai cờ hóm. Trợ bàn crom nè ri côn nâng nè đi dỗ bài mỗi chủng nuôn lượng lang thá chỉ cả liên biên rập Việt Nam một lưỡi Campuchia. Cả pi cần long tới. រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានអ្នកនយោបាយចំទាស់មួយចំនួននិងអ្នករីកគុណលើកឡើងថាជាអាយ៉ងវៀតណាម ពីសម័យដ៏ខុសខើដែលស្ថិតនៅចន្លោះឆ្នាំ Cả không bằng bẩn chụp cả rỡ án lưu tra tạm biên cả lương trong đợt lỗ bị tùm nẹ tùm nón để thọc cả láng nơi không pro vót xa. Chúng ta không được làm được một chuyện đó, để như được sự đạt được bản lĩnh, như được sự khi đó thành tích cứ lên được đến như được thành. Việt Tha Chiền Piến, cứ chỉ cá lược to piប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៀត, ប៉ុន្តែ សម្រាប់ កម្ពុជា, គឺ ការ ដែល កម្ពុជា ខ្លួន ឯង បាន ទៅ ពឹង ភាគី វៀតណាម ជួយ, ដែល មាន ការ រៀប ចំ ផែន ការ ផ្សេងៗ, ដើម្បី រំដោះ ប្រទេស ពី របប ខ្មែរ ក្រហម. នេះ បើ តាម ការ បញ្ជាក់ របស់ លោក សម្បូរ មណ្ណារា លោក បន្ថែម ថា មនុស្សគ្រប់រូបគួរតែស្វែងយល់ឲ្យស៊ីជម្រៅមុននឹងប្រើប្រាស់ពាក្យថាអ្វីជាការឆ្លៀនពៀននិងការជួយជ្រោមជ្រែងឬការជួយសង្គ្រោះ។ លោកបណ្ឌិតមាននេះអ្នកស្រាវជ្រាវខាងអភិវឌ្ឍសង្គមថ្លែងថាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគឺអះអាងតាមប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកម្ពុជានិងវៀតណាមបានជួយគ្នាទៅវិញទៅមកលោកថា Việt Nam mần trời tìm tí ai Campuchia đằng côn Pika chui chôm chênh rồi bọc luôn, hay Việt Nam có trời tự tu squat Pika chui rồi bọc Campuchia đối khía, nề kia đại thua ai Việt Nam kháng chướng nâng kháng từ bố miền Ai Cập hiệp chia rồm mùi. Cứ Việt Nam trời tại có côn mà ai Campuchia phong đá nơi về đã Campuchia bàn chui Việt Nam ở miền Ai Cập hiệp chia làng bên bàn này đã bằng rùm Việt Nam từ đá mong miền kháng chướng từ bầu hoa trồng nên là Việt Nam từ mùi bình bảo sân thì Campuchia cùng á này nhà ở miền quạt từ miền con to Việt Nam. ដែលហៅជាណនកាវិតកងនឹងឲ្យ លោកបន្តថាលោកគាំទ្រចំពោះសកម្មភាពបញ្ឈប់ការរើសអើងរវាងជាតិសាសន៍ទាំងពីរ ការពិខួបលើកទី 45 ឆ្នាំនៃដំណើរស្វែងរកជំនួយពីកងទ័ពវៀតណាមអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាកងទ័ពវៀតណាមចូលទឹកដីកម្ពុជាកាលពីជាង 40 ឆ្នាំ មុន គឺដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហម និងសង្គ្រោះអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា មិនមែនជាការចូលឈ្លានពាន ឬក៏សម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជា ដោយការចោទប្រកាន់ឡើយ រីកា ព្រះរាជធានីភ្នំពេញ ខ្ញុំ សំច័ន្ទសំណាង VOA